với mục tiêu sản xuất ra các sản phẩm đặc trưng từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, mang đến cho người tiêu dùng dòng sản phẩm chất lượng, an toàn, hướng đến nguồn thực phẩm xanh và chia sẻ lợi ích vì cộng đồng. Công ty trách nhiệm hữu hạn và dịch vụ Vicodo đã sản xuất nhóm sản phẩm trà sắc xuân và bột ngũ cốc dinh dưỡng mang thương hiệu Tố Nga. Hai sản phẩm đặc trưng được chứng nhận OCOP 4 sao đến từ xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chương trình Điểm hẹn OCOP được truyền hình trực tiếp vào lúc 10 giờ thứ Bảy ngày 23 tháng 9 trên sóng QBTV và tương tác trên các nền tảng số, fanpage và YouTube truyền hình Quảng Bình. Mời quý vị khán giả quan tâm theo dõi.